Bọ cánh cứng thuộc họ xén tóc với tên khoa học Calibogon relitos semeno là loài côn trùng có nguy cơ tuyệt chủng và được công nhận là di sản thiên nhiên số 28. Mới đây, khoảnh khắc hiếm thấy khi loài bọ cánh cứng này trải qua quá trình từ thời ấu trùng thành côn trùng, trưởng thành kéo dài 3-4 năm, bước ra thế giới bên ngoài đã được ống kính máy quay ghi lại. Trung tâm nghiên cứu côn trùng tại khu di sản thiên nhiên huyện Jeongwol, tỉnh Kangwon đã đưa một cặp bọ cánh cứng vào nuôi cách đây 4 năm. Sau đó, bọ cánh cứng xén tóc cái đã đẻ trứng trong khu nuôi dưỡng ngoài trời của trung tâm. 4 năm sau đó, 6 con bọ gồm 4 con đực và 2 con cái đã phá lớp kén biến thành côn trùng trưởng thành. Đây là bọ cánh cứng lớn nhất ở Hàn Quốc, kích thước con đực trưởng thành lên đến 120 mm. Có ghi chép cho rằng loài bọ này từng sống một phần ở tỉnh Gyeonggi và Kangwon vào những năm 1970-1980. Nhưng kể từ những năm 1990, đây là loài côn trùng rất quý hiếm và chỉ có ghi chép quan sát của một số rất ít cá thể. Loài bọ này mỗi lần đẻ trứng từ 50 đến 80 trứng trong thân cây, ấu trùng sẽ ăn mòn thân cây trong khoảng 4 đến 5 năm và trở thành côn trùng trưởng thành. Trung tâm nghiên cứu côn trùng tại khu di sản thiên nhiên có kế hoạch tiếp tục nghiên cứu vòng đời tự nhiên của bọ Calibogon relitus semeno theo điều kiện khí hậu như huyện Yongwol, tỉnh Gangwon, núi Ote, ngũ đài, huyện Trang tỉnh Gangwon, thành phố Quang Giang, tỉnh Nam Cho La.